Mong rằng một là anh phải chứng minh danh chính ngôn thuận của mình, hai là anh tháo cái vỏ bọc bên ngoài ra để trở thành một con người thực sự. Hôm nay trên cái đường live của cô thọc sĩ kia thì cũng tự khẳng định mình rồi. Cô cho rằng là tôi ngồi việc mà tôi lột bộ đồ luật sư ra rồi thì tôi cũng là một YouTuber như các bạn, tôi cũng vẫn có quyền lên tranh luận và chửi bới. Đây, cô thọc sĩ kia là đã tự nhận lấy cái thân phận của mình rồi và chấp nhận là một YouTuber rồi các bạn, trong đường live sáng nay, chiều nay của cô thọc sĩ. Rồi, chúng ta cùng nghe anh ẩn danh này tiết lộ thân phận của mình nha. Ngoài cái chuyện là quan sát, đúng là tôi khẳng định chia sẻ. Và ngay từ đầu được hiểu là 2021 là tôi mới tham gia chia sẻ. Thì còn trước là tôi tham gia cùng mạng này. Thì xin thưa rằng là tôi chia sẻ rất nhiều câu chuyện ở góc độ pháp lý và khoa học xã hội và pháp luật. Thì tôi đã từng nói rồi, cho tới thời điểm này, thì chia sẻ về câu chuyện Việt Nam đó, mà phân tích, bình luận và thành chiếu quyền pháp luật thì tôi dám nói là chưa có người làm gì bằng tôi. Nhiều với số lượng clip, nhiều số lượng thời gian, nhiều với số lượng những cái sự kiện, tất cả những cái sự kiện liên quan tới cái tình hình gặp những tham gia chia sẻ đều ở góc độ là quy định tham chiếu pháp luật. Nhiều cái thứ nhất ở đây nó cũng có hai cái luồng ý kiến suy nghĩ và nhìn nhận. Nhiều ở đây là thứ nhất là anh nhiều chuyện, thứ nhì là anh tò mò đó, thứ ba của anh rằng là quan trọng nhất là cái mục đích để tham gia vào trong cái vấn đề này với tư cách là một người bám theo cái hiệu ứng của thiền âm này để thể hiện, và bên cạnh đó là để thực hiện cái kế hoạch của mình. Chứ không thực tế, không vì một cái gì mà anh cho rằng là tôi chỉ là người khán giả đi theo dõi, rồi tôi ngưỡng mộ cái câu chuyện của Tịnh Thất này. Tôi rất là hứng thú với câu chuyện này. Nó phải có lý do gì? Thứ nhất là vì hai chữ kim tiền. Thứ hai là anh phải vì một cái lợi nhuận hay hoặc là cái lợi ích gì đó. Chứ không có ai mà rảnh rỗi mà đi làm ba cái chuyện bao đồng như thế này mà lại bỏ cái công ăn việc nhà mà tới ngồi không như thế này mà không vì tiền, không vì mục đích, không vì vật chất đâu. Anh nói cái điều đó là nó đã xuất hiện ngay từ cái sự giả dối ngay từ ban đầu rồi. Đấy. Không có gì sợ như thế, các bạn chia sẻ số lượng tôi nhận được. Và như vậy, tôi lại là chia sẻ rất nhiều kênh. Và trong cái việc chia sẻ rất nhiều kênh đó, tôi cũng có chia sẻ. Và những người đó, những kênh tôi có tham gia đó, là cũng đã được đại dạng. Đó là sự kiện mà nếu quý vị nào thấy nó ngay từ đầu thì biết tôi cũng biết đó. Sáng nay tôi nói sớm một chút luôn. Cái này tôi nói nhiều lần rồi, nhưng mà có những người cố tình thì tôi cũng cố ý, tôi làm lại. Là cái luật sư ẩn danh của tôi đó, đây là một cái nickname. Mà nickname này là 500 tay tặng cho tôi. Bởi một bài đầu tiên diễn ra vào 13 tháng 3 năm 2021, tôi gửi bài, nhưng mà em không biết tôi là ai, thì tôi mới nói rằng là em chỉ ghi là một khán giả ở thành phố Hồ Chí Minh, thế là được. Và từ đó đó, là khi trước khi chia sẻ lên thì em đang trong tay cầm đầu là nghe hết toàn bộ. Và khi nghe đó, thì em có ý rằng là tôi là một luật sư, vì cái bài chia sẻ tôi nói rồi mà luôn. Cho nên là em mới đặt cho một cái nickname luật sư ẩn danh để mình đưa lên. Ở đây là theo tôi nghĩ là chắc không hiển nhiên mà cái kênh Nông Dân Miền Tây mà nó đặt cho anh là luật sư vậy đâu. Bởi vì không biết anh là ai, chỉ là khán giả thì người ta chỉ nhận định ở một cái góc độ bình thường. Nhưng có thể lúc đó anh đã từng khoe, từng kể rằng tôi là một luật sư, tôi đã từng học qua rất nhiều các cái trường lớp. Hay hoặc rằng là tôi là một luật sư, trước đây đã từng tham gia ở liên đoàn này, liên đoàn kia. Nhưng mà bây giờ tôi không tham gia nữa, tôi nấp bóng với mạng xã hội. Có thể là anh cũng liên thuyên với lại cái kênh Nông Dân Miền Tây, cho nên người ta mới dám đặt cho cái anh cái tên, cái biệt danh anh là một luật sư ẩn danh. Chứ một người khán giả bình thường không có ai mà tự nhiên mà ngẫu hứng là đặt một cái từ là luật sư ẩn danh như vậy được. Cho nên anh đừng có phủ nhận nữa. Ít ra là dù rằng anh không khẳng định mình là luật sư, nhưng mà ít ra chắc chắn rằng anh cũng khoa và cũng quen quan với lại cái kênh Nông Dân Miền Tây thì tôi là một luật sư, chắc chắn là phải có điều đó. Cho nên là cái kênh này mới tự đặt cho anh là luật sư, luật sư mà luật sư ẩn danh, ý cũng là theo cái ý anh. Bởi vì là chắc chắn là họ đặt cái tên như vậy thì họ cũng phải thông qua cái ý của anh rồi, đúng không? Có nghĩa rằng anh đang nấp bóng là một luật sư, cho nên họ đặt anh là một biệt danh là luật sư ẩn danh. Nếu anh không khoa, anh không nổ cho rằng tôi là luật sư thì có ai mà dám mà đặt tên luật sư ở đây không các bạn? Đấy. Không phải là tù. Nhưng mà khi em nó đặt cái tên là luật sư ẩn danh á, cũng hỏi kiếm tôi. Hỏi vậy rồi giờ tao bây giờ chắc là anh là một luật sư. Cho nên là tôi đặt là cái tên là luật sư ẩn danh. Tôi chắc là em làm xong rồi. Từ đó đó, tôi chỉ sẽ rất nhiều bài của em cứ lấy cái tôi thấy rằng nó cũng không trái. Chắc là anh là luật sư, cho nên em phải đặt là luật sư.
Nhưng mà cái từ chắc ở đây không phải là cái kênh nông dân miền Tây này đặt ra cái từ chắc đó đâu, mà có thể rằng anh cũng đã khoe, đã nổ, chắc chắn là anh cũng phải nói như vậy. Cho nên mới khi xuất hiện mà làm sao mà người ta lại lại đặt tên anh là luật sư ẩn danh được, ít ra cũng phải xuất hiện nhiều bài viết và anh cũng đã từng nổ, từng khoe với lại nhân vật này, cho nên nhân vật này mới đủ tự tin để đặt cho cái biệt ẩn danh của anh là như vậy. Pháp luật của ông cái thì không sao, giờ nghe nó cũng vui cái tai, mà thật ra là mà nói đó thì tôi là luật sư thiệt mà. Nhưng mà lấy ẩn danh là vì lý do là thấy không? Anh khẳng định là thực ra mà nói thì tôi là luật sư thiệt mà, đúng. Cái luật sư thiệt và cái luật sư giả này là nó tranh luận mấy tháng các bạn, cũng là 4-5 tháng ròng đó ha. 4-5 tháng ròng từ khi mà cái việc tranh thuận luận nó rất là căng thẳng ở cái thời điểm đó, và kể cả là nó kéo dài đến bây giờ hơn nửa năm rồi chứ không phải là 4-5 tháng đâu. Đấy, bây giờ anh tự khẳng định nói rằng là mà đúng, tôi là luật sư thiệt mà, thấy không? Nhưng mà cái thiệt và cái giả ở đây nó khác. Cái thiệt ở đây là cần anh phải chứng minh danh chính ngôn thuận. Chỉ cần đơn giản rằng anh chỉ dám để tên anh là luật sư, tên của anh không đó, anh dám để cái tên đó là mới gọi là anh thiệt, để chứng minh được là thân phận của mình chứ. Nhưng đến bây giờ anh vẫn luôn ấp mở về cái thân phận của mình. Anh đưa ra một cái điều kiện mang tính thách thức rằng là ai muốn biết thì tới nhà. Cái yêu sách của anh không bao giờ có, và chính từ cái yêu sách mà không bao giờ mà xảy ra như thế này, cho nên anh đưa ra cái quan điểm mang tính khẳng định để cho người ta dễ tin, và chính từ điều này người ta mới mù mờ và ấp mở và nửa tin nửa ngờ về cái thân phận của anh, thấy không? Lúc đó là không thấy hình thấy mặt luôn. Tôi thấy là ẩn danh thì cũng không có gì mà. Đấy, chính anh khẳng định. Mà khi em nó đặt cái tên là luật sư ẩn danh á, cũng hỏi kiếm tôi, hỏi vậy rồi giờ thôi bây giờ chắc là anh là một luật sư, cho nên là tôi đặt là cái tên là luật sư ẩn danh, tôi sẽ em làm xong rồi. Tôi dùng từ đó đó, tôi chia sẻ rất nhiều bài và em cứ thấy cái clip này, tôi thấy rằng nó cũng không cái gì, tôi pháp luật cũng không cái gì nào bất sầu, và nghe nó cũng vui cái tai. Mà thật ra là mà nói đó thì tôi là luật sư thiệt mà. Nếu mà lấy ẩn danh là vì lý do là tôi là luật sư thiệt mà. Tôi thấy là ẩn danh thì cũng không có gì mà sai, mà là nghe nó cứ lạ cái tai thì cũng được. Và từ đó công việc nó mang tính riêng giữa tôi với lại nông dân miền Tây trở thành là cái phổ biến mà những người tham gia theo dõi biết tôi là với góc độ là một trường danh đó, chứ không phải trốn như những người cố tình mà. Xin chào chị Phạm Thị Lệ. Tôi không sợ ai, trốn. Và lúc đó đó thứ nhất là cái mạng còn yếu, nên đâu dám làm. Thứ hai là tôi cũng không có nhu cầu bị ai cũng gì không công. Nhiều người tôi nói thật là lúc đó là nghe tôi chia sẻ kể cả người Việt Nam luôn, theo dõi bài của tôi và đứng dậy tò mò lắm, thấy hình cái ảnh với cái người chỉ cái sân đông mà không biết đâu là nhiều người đóng vai đúng không á, họ là nó sự kiện với những đề này, chứ không phải là tôi giấu tên giấu tuổi, mà lý do là tôi chỉ nghĩ đơn thuần là thôi cũng không cần gì đâu, bị ai thì mình cứ cái gì mình biết đó thì mình chia sẻ thôi. Cái người ta cần là cái lượng kiến thức đông, chứ không phải cần cái con người. Tôi đã từng lý giải là nếu mà tôi là chỉ nhìn ảnh thì tôi phải là cái thể hình ra trước, hình dáng sắc diện, nhưng mà cái này là tôi chia sẻ thì nó liên quan đến kiến thức pháp luật và pháp luật sau thì người ta chỉ cần cái nội dung đó thôi. Đó là nguyên nhân mà có cái lý do được sự dành, còn bây giờ tôi lấy cái sử dụng cho tới bây giờ. Xuất phát từ cái tên luật sư ẩn danh và nó hiển nhiên tồn tại đến bây giờ, không bao giờ thay đổi, và có thể là không bao giờ thay đổi. Nếu như thay đổi là thay đổi ở cái thời điểm này. Các bạn còn nhớ anh ở cái thời điểm mà tháng 6, tháng 7, ngay sau cái chuyến đi Hà Nội đó, và tiết lộ ra rất nhiều các cái thông tin rồi. Anh mới hy vọng tháng 8 sắp tới đây, luật sư giả hay luật sư thiệt là từ từ quý vị cũng sẽ biết. Rồi tháng 8 tới đây, anh ẩn danh sẽ mở văn phòng luật sư. Lúc đó là đồn thổi về rất nhiều, Nam Râu cũng lên khoa, Thọc Sĩ cũng lên khoa, ẩn danh sắp mở văn phòng luật sư. Đó là cái hy vọng ở cái chuyến mà đi Hà Nội, cho nên mới bị lộ ra cái thông tin rằng là đi cửa sau lấy tiền anh Tiến Dũng để lo cho cái việc anh ẩn danh này, lo cái bằng, cái thẻ của anh, thẻ hành nghề trong hai chuyến đi Hà Nội. Chính từ điều đó các bạn còn nhớ không? Rồi sau đến tháng 10, tháng 11, anh hy vọng đặt cái niềm tin rằng là sắp tới trong vụ án luật sư Trần Văn Sĩ, anh sẽ là người đứng ra bảo vệ. Cho nên là chính từ điều này anh mới đặt cái niềm hy vọng và niềm tin ở nơi đó. Anh mới tự khẳng định và tự hào về thân phận của mình, hy vọng rằng trong chuyến đi Hà Nội sẽ làm được việc cho anh, xuất phát từ cô Thanh Trần Thọc Sĩ kia, thấy không? Nhưng cuối cùng thì cái hy vọng đó cũng đã bị vụt tắt, và đến bây giờ anh không còn quen quang, không còn thể hiện nữa. Và cái từ luật sư ẩn danh nó vẫn tồn tại đến bây giờ, và có thể rằng là nó sẽ tồn tại mãi mãi. Bởi vì là hiện tại các bạn thấy từ tháng 10 đến bây giờ là anh bất chấp để đánh đổi rồi.
coi như là cái thân phận về cái nhân cách của anh không còn cái gì để gọi là mất nữa, cho nên là anh đổ liều rồi. À, lên là chửi này, bóc phết này, lôi chuyện nọ sọ qua chuyện kia này, lôi chuyện từ chị em phụ nữ cho đến là rất nhiều các cái vấn đề câu chuyện mà nó không liên quan, nó không mang cái tính giá trị đối với một luật sư nhanh, cho nên là anh đánh đổi bất chấp để mà tham gia vào cái mạng xã hội này, thấy không? Cho nên là chính từ điều này là chúng ta biết rằng cái từ mà luật sư ẩn danh này nó có thể là tồn tại từ khi anh xuất hiện, hôm nay thì anh nói rằng là từ khi xuất hiện đến bây giờ, và có thể là mãi mãi đấy. Không có tốt, không có dấu gì đó, không có sợ ai hết rồi. Đúng không? Đó là cái nguồn cung cấp đầu bây giờ. Thành nó trở thành một cái nickname. Cũng như Võ Văn Hải, cái tên thiệt của Nam Râu đó. Cái tên thiệt tôi là Nguyễn Hồng Sớm. Thì cái nickname của Nam Râu là Nam Râu Hướng Thời Gian. Thì tôi là nickname luật sư ẩn danh. Đó, thì tôi nói, nickname luật sư ẩn danh. Đã là luật sư thì có luật sư ẩn danh, chơi luật sư. Chưa bao giờ mà có ông thư luật sư thiệt nào mà lên. Chưa bao giờ, các bạn thấy không, từ khi tham gia mạng xã hội này và kể cả là ngoài đời, chưa có ông luật sư thiệt nào mà coi như là lấy tên, lấy nickname là luật sư ẩn danh cả. Luật sư thiệt thì họ đường đường chính chính. Hay đã là luật sư lên mạng xã hội phân tích chia sẻ pháp lý mà lấy nickname giả thì người ta đồng nghĩa với việc cho rằng là anh mạo xưng mạo danh để lọc lừa, đúng không? Còn đằng này anh tham gia mạng xã hội với cái mục đích rằng là cầu thị. Cho nên anh nấp bóng là một luật sư ẩn danh bởi vì anh không dám tiết lộ thân phận danh tính của mình. Danh tính của anh cũng đã bị liên đoàn luật sư là công khai là bị rút thẻ hành nghề vào tháng 6 năm 2021 rồi. Thì làm gì có cái tư cách đạo đức ở đây? Không có tư cách đạo đức, không đủ nhân cách để ngồi vào cái hàng ngũ và ngồi vào cái chiếc ghế luật sư, cho nên là đến bây giờ là anh vẫn giữ mãi một cái chức vị là nickname ẩn danh. Chưa có ai mà đặt cái nickname mà luật sư thiệt mà đặt nickname giả đâu. Họ phải là luật sư là phải đường đường chính chính. Đấy, bèo bèo như luật sư Hằng Ni đó, mới vừa nhà báo mà vừa Hằng Ni, vừa luật sư thì cũng đặt là luật sư Hằng Ni. Thấy không? Chứ đâu có phải là họ ảo ảo ở đây đâu. Chỉ có anh mới là người ảo ảo thực thực, bởi vì anh chính bản thân anh dư và thừa biết điều đó, cho nên anh không dám tiết lộ thân phận của mình. Còn nhạc nó bông, còn nhạc nó chuyện đó. Nhưng mà sau thì nó còn mới lớn. Rồi đánh lặng con này chút đỉnh vậy, tụi từ mình đọc rồi đó, còn lại thôi. Hôm nay cái bài này tôi chia sẻ để gửi tới quý khán giả. Mà hôm đó có một vị khán giả này tôi biết bắt đầu cũng đã được chia sẻ cho 500 người tại, chia sẻ rất nhiều lần. Vị khán giả nói dùng có câu đó rất chính xác. Chính xác. Đó là cái bản chất bây giờ bộc lộ ra. Đó là cái câu đó mà khá thâm thúy. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đúng đúng, anh hiểu điều mà đó. Giang sơn dễ đổi đó, thì cái đó nhiều người biết. Bản tính khó dời đó, chỉ cho bằng đầu đó, mà là bản tính đầu thay đổi đó mà không được. Chỉ có ban đầu bị che lấp đâu. Mà ban đầu bị che lấp nó kín lên thì nó không thay. Khi mà ngộ đặng ra thì nó thấy sự thật của mình. Sự thật của mình, gọi là sự thật của phạt em ạ. Tôi xin nói là hàng loạt việc chính cái bài mà ấp trên tác hoạt động tên Ruby, tôi làm lại là chính tôi là người đề xuất. Tôi đề xuất thằng khác ấp là không dám ấp, làm cái ấp là sợ ấp lên rồi người ta nói ra nó vô. Lúc đó là trong cái trường tôi đó là mấy người đó còn trong một cái ảo tưởng lâu bài giải, nhưng riêng tôi đó tôi không bao giờ nghĩ là bởi lẽ tôi biết không bao giờ được. Lý do tôi hiểu một cái nguồn gốc của nó mà tôi vẫn làm hết mình, tôi làm hết mình cái gì có thể, nhưng tôi biết không bao giờ được. Tôi dám nói bị lãnh đạo đã là một âm mưu, quý vị mà nghĩ một âm mưu thì không bao giờ. Cái mà ngay thơ đó, cái không cái âm mưu là không bao giờ. Người ta vô tình lời qua tiếng lại, không biết lòng nhau, giận, rồi xúc phạm, cái đó đó là khác. Còn cái mà một cái âm mưu tấu riết vào, cố tình nói sai sự thật đi, chuyện sai đi, diễn sai đi, thì tôi xin thưa là được cao cao một trong. Cũng là nó có cái lệ thôi, cái cớ thôi. Ngay cả câu chuyện bây giờ nó cũng diễn ra. Cái chuyện mà kêu gọi ngoại tái cũng là cái cớ để ra đấu thương. Tôi xin thưa, chúng ta nói đại với nhau là chậm tình. Còn mà để mà lấy thế nào, xin thưa không bao giờ còn. Bất kỳ một quan hệ nào, đặc biệt quan hệ sau, quan hệ giữa con người với con người, mà hơi thở không ra đi từ trái tim, làm sao rung động trái tim? Nó mới mở cửa ra đi từ trái tim thì mới gõ cửa được trái tim. Trong khi nó mở cửa ra đi từ khối óc thủ đoạn tính toán thì làm sao rung động trái tim? Mà gọi là quan giải quan. Đó là một cái cách để mình đổ lỗi người khác, không phải là thật tâm. Hãy nói đúng một cách quan tường mỹ tường đó, không phải mở cửa ra đi từ trái tim, không thể nào rung động trái tim. Xin được.
xin thưa quý vị này. Và như vậy, trong câu chuyện hôm nay tôi đề cập tới là một cái bài viết, và cũng như không phải chia sẻ luôn. Còn những bài chia sẻ trước là hàng học thì không, thì cũng để bên đó. Tôi xin thưa rằng là cái bài này á, là của một YouTuber Tập Quyền 15. YouTuber Tập Quyền 15. Bài như thế này. Đây các bạn nghe, khi nãy anh nhắc đến cái từ là gian sơn dễ đổi, bản tính thì khó dời. Chính từ điều này, từ anh đánh mất đi cái hình ảnh trong anh, cái giá trị thực của con người anh. Bởi vì sao mà anh bị rút bàn tước thẻ? Bởi vì cái đạo đức nó không có ngay từ ban đầu. Nhiều năm nay, 5-6 năm nay rồi, nhưng mà mới đến bây giờ anh vẫn cố gắng để khắc phục, để phục hồi lại cái nhân cách, nhân phẩm của mình cũng không được, phục hồi cái thẻ hành nghề của mình cũng không được, cố tạo đủ các kiểu, đủ các chiêu trò để phục hồi, để lấy cái thẻ cũng không được. Bởi vì cái nhân cách nó luôn có sẵn trong con người rồi. Cái đạo đức nó xuất phát từ con người mà ra. Mà nói rằng là cha mẹ sinh con thì trời sinh tánh mà. Cho nên là cái bản tính, bản chất con người là nó đã là như vậy rồi, nó đã là giả tạo, nó đã là ma mị dẫn dắt thì suốt đời nó phải là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng từ khi mà anh xuất hiện là một luật sư ẩn danh đến bây giờ 4 năm nay vẫn chưa thay đổi, bản chất nó vẫn chưa thay đổi, tính nết nó vẫn chưa thay đổi, nó vẫn là như vậy. Cho nên cái từ ẩn danh nó có thể là tái diễn mãi mãi. Và đến bây giờ thì anh mới thực sự rằng là những gì mà anh đã che giấu trước nay á, thì đến bây giờ anh đã tự tiết lộ rồi đấy. Các bạn thấy không? Cái bản chất thực sự là một con người rất là ti tiện, nhỏ nhen, thấp kém. Thấy không? Tranh luận bất chấp về cái vấn đề gì. Một người luật sư thực sự thì không có chuyện mà lôi những cái chuyện cá nhân, những cái chuyện mà không đáng mà đắng mài râu để mà đưa lên mạng xã hội này mà tranh luận. Cho nên là các bạn thấy đến bây giờ anh vẫn mãi mãi là như vậy. Ẩn danh vẫn là ẩn danh. Và cái biệt danh mà đặt cho anh từ cộng đồng mạng đó là nó rất là đúng, rất là xứng đáng.